Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hội Fakin. Đã lâu lắm rồi mọi người không nghe được nhạc của phái Minh Giáo đúng không nè. Hôm nay mình sẽ làm video clip về account bot Minh Giáo toàn cội của Tinh Thiên Long 3D, account Từ Huy nha mọi người. Đúng với cái tên hồi xưa luôn, hay là còn biết đến với cái tên là số 0 đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi nè. Account Từ Huy sở hữu mức trang bị là 1.377k trang bị, 78. Lượng xanh của mình là gần 28k, hơn rồi đó, hơn 28k. Đây là các thuộc tính: băng công 295, hỏa công 33k5, rất là cao luôn. Huyền công, độc công, xuyên thích là 18k7 và đã gần mát rồi đó mọi người. Giảm xuyên thích là 4k2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi những cái món trang bị ở trên người nha. Trùng Long Ngọc, Kinh Tâm, Trùng Lâu Giới, Trùng Long Ngoa, Tân Bộ Nguyệt, Trùng Lâu Thủ, Tân Huyền Thế Ma Uyển, Chân Trùng Lâu Kiên. Chân Trùng Lâu Kiên là giảm sát thương 10%, Trùng Lâu Kiên là 5%, Kiên siêu cấp là 15% nha. Trùng Lâu Khôi thì hồi xưa thì cái chân Kiên thì nó có trong sự kiện kinh hỷ, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ không có trong sự kiện kinh hỷ nữa. Nó sẽ có trong mình đổi được 100, mình sẽ lấy một cái Trùng Lâu Kiên thường cộng kèm với 135 viên huyền lôi gì đó thì mình sẽ đổi được. Trùng Lâu Khôi, thần khí chính sao, mọi người để ý cái thần khí chính sao rất là đẹp nè. Nó có con rồng ở ngay cái đầu thần khí luôn á. Đó. Rồng bay phượng múa là có thiệt nè. Đó. Hưng Mạch Thánh Giáp, Trùng Lâu Liên, Ám Khí 8 sao toàn mỹ 1190, Long Văn 9 sao, Lệnh Bài 2 dòng giới hạn sinh lực 10k1, một dòng tất cả thuộc tính 42 điểm, chiêu bị động là Viêm Khí Hóa Kinh, tăng hỏa công 2k điểm trong 2 giây, 30 giây kích hoạt một lần. Võ Hồn toàn mỹ 890 điểm, hiệp ứng cấp 100, chân nguyên là full chân nguyên vàng 9. Cái account này phải nói là chủ đầu tư nhiều nhất đó chính là chủ Nghiêu Vân nha mọi người. Thì chủ ạc này cũng mới bán gần đây thôi. Thần đỉnh là map dư rất là nhiều điểm luôn nè. Bảo Giám là cấp 78, Võ Ý là cấp 113, Thú Cưỡi mình có Cánh Vàng, Thiên Mã, Gấu Trúc, Hùng Miêu. Cái con gấu này là của giải đấu nè, ít ẹt có lắm mình thấy. Hình như là vậy, mình không nhớ nữa. Thần khí thì 9 sao, 2 chiêu cấp 10, 1 chiêu cấp 3. Bét thì có một con Củ Lê bậc 10. Bậc 10 thì nó cộng rất là nhiều rồi, thì mọi người đều đã biết điều này rồi. Nhìn những con bét phủ rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi test đam nha bà con. Đâu rồi? Cái ông dịch đâu rồi? Ôi trời ơi, lâu quá không qua phái Minh Giáo. À, chữ truyền ở dưới nè. Lâu quá không vào phái Minh Giáo, cái quên mất tiêu luôn. Rồi, mình sẽ test đam lên account Mimi nha mọi người. Mất phương hướng luôn rồi. Rất là đẹp luôn nè mọi người, nhìn đi, quá đẹp luôn á. Đó, đẹp không? Quá là đẹp luôn. Rồi, mình cùng nhau test nha. Đó,
Đầu tiên là mình test lên không có kiêng siêu cấp nha mọi người. Để đam như vậy thì nó mới chuẩn, để tháo ra đã. Rồi ok. Đam F1 của mình là 90X, phái Minh Giáo thì là đam to khỏi bàn rồi. Cái phái thuần nội, một là phái Minh Giáo, hai là phái Thiên Sơn, đam to vãi đái luôn. Đó, đây là không có kiêng siêu cấp nha. Đây một để mình thử combo cho mọi người coi nha. Hình như boost cái này lên đúng không? Cái này là lên là tăng 416 điểm nữa nè. Là cái điểm hỏa công của mình sẽ tăng lên là 34k. Đó. Và mình sẽ mình không có gành cho Minh Giáo, mình chỉ hình như boost nổ quả liên chạm lên nữa nè. Boost chiêu này lên nữa. Đó, giờ mình chuẩn bị combo nha. Đó. Mọi người xem nha. 185, 197. Nhảy rất là nhiều luôn, viêm long vô song. Chiêu này là chiêu tăng đam đó. Nó nhảy lên 2-300k luôn, rất là ghê mọi người. Đàn này xuyên thích cao, mà đam cũng to nữa. Nhưng mà để kết được Mimi thì cũng hơi khó. Nếu mà không dính trùng nhiều thì không kết được. Mimi cũng khá là trâu. Đó. Đó, dùng cái chiêu này nó lên 155k nè. Đây, đam rất là đều luôn. Hình như ạc này là thủ thường thôi, nếu mà chân thủ thì đam nó sẽ to hơn nữa. Mình nó đam đều đều 8-9x 10x. Cái chiêu viêm long vô xong là rất là mạnh này, thử làm đó, gõ vô toàn là 14-15x không à. Dùng cái chiêu này nó cũng mạnh nữa nè. Nè phái ngoại thì mọi người nên dùng những cái chiêu này để bắt những cái phái tay dài nè. Đó, trưởng nó cũng giống như phái tay dài vậy thôi đó. Đó, mít 13x. Không, chiêu này rất là mạnh luôn đúng không? Mọi người thấy không? Đó, mình chỉ có cái chiêu sơ cấp nữa nè. Hai trưởng nè. Chiêu sơ cấp mà cũng hồi dây lâu, hồi chiêu lâu dữ thần luôn. Đó, rất là đẹp. Ok, nếu mọi người thấy thích boss Minh Giáo tàn cội cũng như là thấy thích video clip này thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người trong video clip kế tiếp của Hỏi Phát Kiên. Bye bye mọi người.